afraid of you. Now you set my soul on fire. Chào mọi người đã vào buổi thứ chủ nhật nhá, cuối tuần. Đấy, nói chung hôm nay chơi Jim Wick cho các bạn cùng xem. Và với cái map làng bên hồ thì khá là rộng nha mọi người. Ngày cuối tuần thì chúc mọi người ăn uống rồi vui vẻ này, chơi bời cho sung sướng vô đúng không? Ngày mai chiến đấu tiếp với một tuần mới. Đấy, thời gian này các bạn nên tập trung vào việc học hành ha, còn xem clip mình là phụ thôi. Để thời gian nó ôn thi rồi để có cái kết quả tốt. Mình ăn Giáng sinh, mình ăn Tết cho nó thoải mái đúng không? Rồi ơi. Chứ bây giờ ai không muốn chơi, em cũng muốn chơi. Chẳng qua là phải chơi, em bị buộc chơi mọi người ạ. Đầu game thì các bạn biết là mình hay cầm thả chó đầu game rồi. Dream Week giờ một là cầm Link, hai là thả chó. Mà tôi thấy giờ 10 cái clip ở trên YouTube thì cầm chó hết 9 rồi. Nên là giờ cũng cầm chơi luôn cho bạn xem. Đấy, chỉ có chó là bắt người sớm. Và survival rất dễ skip chó bằng cách tương tác với địa hình nha. 5 giây là nhảy qua ván hay đập ván các thứ ấy. Rồi thôi xong, khỏi chạy đi má. Búa vô đầu liền đúng không? Đây là cái nhân vật mộng phù mỏ. Không để ý là tàn đời liền. Nhưng mà Dream Week bây giờ cũng hết thời rồi mọi người. Không còn tương lai nữa. Rồi vô. Nhanh lên. Ôi. Ôi, dẻo thế. Rất là mất thời gian nha. Ờ, tôi đeo ba lô rồi mọi người ơi. Chết rồi, thả chó gì mà khùng điên vậy trời. Bực mình á. Thôi xong, bye bye em nha. Trời ơi, thả chó lỗi dã man. Xóa lính. Cái skin này có cái vũ khí là cái chày ấy, nhìn nó đánh nó nặng nề, nó uy lực. Cầm mấy cái cuốc chim nhìn chán lắm. Trời ơi, họa sĩ à. Bước ra đây bạn. Ra đây chiến đấu với mình. Dream Week thì rất là hợp với cái phong cách cầm trời ơi. Đầu. Biết sao? Không ngờ lao kiếm nhanh đúng không? Tôi cũng ngờ mà. Lên 2 điểm lận cho nên là thoải mái mà chiến thôi. Đối với Dream Week thì kiểu mình chơi bạn nào mà thuộc vị trí hầu thì không nói, còn như mình không thuộc là mình phải đảo ca, mình nhìn hầu xem con nào nó cần thiết để dùng. Đang tính sách bóng lên lại có người tới này trời. Rồi vô đây chị gái. Em yêu anh. Búa vô đầu. Đờ, tại sao là con rối đó chị? Đánh hết. Rồi tự heal đúng không? Ngon quá. Trời ơi, múc bang đưa thư lẫn chó. Một cái đủ combo ra vô nhất trên thế giới. Rồi, quay sang kia nhấc bạn phóng viên lên. Ghét ghê, đã đánh được một hit rồi mà nó còn con rối cứu ghế. Khổ thiệt. Đâu rồi? Đây, đây. Ai đây? Tù nhân. Wow, cũng dữ rồi nha. Rồi đi vô nhấc nè, quá mệt mỏi. Đối với Dream Week thì không có sợ mấy đứa stun mọi người. Bởi vì là nó có cái khả năng đổi hầu mà. Con này choáng mình dùng con kia. Mà quan trọng là con hầu nó phải ở những vị trí mà mình dùng được, đúng không? Bây giờ một con ở phía bên kia, con phía bên này, cái đó thì bó tay. Đầu. Rồi để nhắc cái bạn đưa thư lại lại gần gần chút để bốc tù nhân này. Đâu rồi? Thôi ôi. Dám xăm 10 con rồng. Chứ ai mà xăm một con rồng đâu. Vô. Trước khi con hầu này mất thì cũng phải làm một cái gì đó.
Rồi ok, rồi mất đi. Con hầu nó mất được rồi đó. Đó, trước khi nó mất thì nó cũng phải gõ được một cái. Trời ơi, không còn một chút tương lai nào nữa. Skin này nhìn bé hầu nó mặc bộ đồ mát quá ha. Giờ bên ngoài Bắc là cũng mùa đông rồi đó. Đọc dự báo thời tiết cũng lạnh đó. Chị em ra ngoài Vinh làm với cả du lịch các thứ luôn mà thấy ở ngoài nghe bảo đâu 6 độ. Lạnh quá. Về. Tại vì cơ bản hẳn là từ bé đến lớn thì ở trong khu vực miền Nam thì cái thời tiết nó khá là điều hòa rồi. Nắng hay lạnh hay gì nó cũng kiểu dễ chịu, nó không có đến nỗi rõ rệt như ở người miền Bắc. Nên là chị em ra ngoài đấy xong chị em về luôn. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Nhiều khi nóng thì nóng quá, mà lạnh thì lạnh quá. Nhưng mà mùa đông cũng thích mà, được nằm trong cái lớp chăn dày ấy, ngủ nó ngon. Rồi bling vô nè, có hit. Ở đứng đó mà xóa hầu hoài nha, rất là mất thời gian. Ngày hôm nay chủ nhật mọi người nhớ đi tranh thường với 5 năm để kiếm cầu nha. Hôm qua cảm ơn, rất là cảm ơn mọi người đã vô stream ủng hộ và coi game vui. Trời ơi, tối ngày hôm qua ngồi coi cái trận cuối mặt cười thút thít. Trời ơi, thiệt sự luôn á. Cười khùng, cười điên giữa đêm. Không biết sao, giống như kiểu muốn độn thổ luôn á. Nhưng mà vui mà. Vui kinh khủng. Rồi xong. À, vừa. Ê, cái phụ kiện với Rimwick giống như ta là của nhau ấy. Con hầu kia nhìn tranh rồi. Thôi, surrender đi, còn chờ đợi gì nữa trời. Trời ơi, còn trông mong điều gì nữa. Đó, nói chung là Rimwick mọi người chỉ cần thả chó đầu game là khoảng 1 phút đầu hay gì đó, hoặc là 2 phút đầu là một người đã bắt được một người rồi. Mà 2 phút đó chắc cũng nổ banh máy rồi, đúng không? Chơi Rimwick giờ nó hết thời rồi nên là giờ cũng thấy ít người dùng lắm. Mà người ta dùng là mình chơi mình toàn là bị thua không à. Tại vì mình đâu có cài được Rimwick đâu. Đâu có, trở lại trận đấu thứ 2 với mã áp kiếu của Leo nha. Trời ơi, Komi tới nè. Trời ơi, collab này, collab xịn dã man luôn. Kiểu nó có tiếng, có voi. Rồi tạo hình rất là đặc biệt. Toàn là những cái bản thể của Tomie thôi. Chạy nhanh lên, đầu game chưa có cú đúng không? Chạy nhanh lên. Gấp quá rồi nè. Vừa, canh bán chỉ. Có cú rồi, khốn ghê, xíu lóc nha. Mất cú rồi, đẹp rồi. Rồi đến lượt bà. Thả con chó coi. Má nội này mà. Cái gì mà ra đây quay tay vậy, rồi máy ai sửa. Ngộ ha. Đầu. Rồi thêm con chó nữa nè. Ủa chị, nhiều chó lắm, giờ cưng muốn xài hàng nào cũng có trơn. Chó phốc, chó nhật, chó cỏ, chó đức, chó chi hua hua. Chó nào cũng có nha, pitbull cũng có. Rồi đẩy con hầu lên, đẩy lên. Rồi một đội quân Rimu, mộng phù mỏ tới liền. Ô, ô. Chị đồ em ơi, chị đánh cái cây gậy đó là chị tới số rồi. Và mỗi một cái chủ thể sẽ có một cái giới hạn khoảng độ kiểu đường đi ấy. Kiểu như là mọi người đi qua cái vòng đỏ đó là sẽ bị mất quyền kiểm soát nha. Và cái con hầu mà bị mất kiểm soát đó nó sẽ quay trở về chủ thể. Nên là cái này mọi người cũng sẽ lợi dụng nó ở chỗ là mọi người đẩy nó ra khỏi vòng tròn đỏ, dành cho những bạn bị gục ấy, thì nó sẽ đi theo những cái bạn bị gục đó để mình nhấc nó dễ.
Nói chung cái con này nó ra lâu lắm rồi, từ cái thời mà game nó còn chưa có tiếng Việt nữa cơ. Em phải mất cả tháng trời em chơi á. Trời ơi. Yo. Ngồi đánh ghế, kinh tởm. Úi đầu nè. Rồi, con hầu 4 sẽ đi theo bạn đồ chơi thôi. Để mình đẩy ra xa này. Đấy. Trời ơi, lì lắm. Thằng này nó lì lắm. Nó thấy em mà nó có chạy đâu. Bây giờ phải dạy cho thế nào là phải biết tự lượng sức mình, đúng không? Cuốc chim bổ vô đầu. Rồi bây giờ quay sang bốc bạn đồ cổ thôi. Đấy mọi người thấy không? Chỉ cần đẩy con hầu ra bằng tròn đỏ là đi theo là bốc thôi. Không sợ mất dấu. Và dĩ nhiên là cái bảng persona ấy, cái mọi người nên lên thêm cái điểm chính là người gục nó hiện lên nha. Chứ nhiều khi người gục ngay sát bên không thấy. Cái lúc mà bảng persona nó lên 120 ấy, mình cứ đinh ninh là cái nó kiểu mặc định là Hunter sẽ thấy, nhưng không phải mọi người. Rất là tàn nhẫn, tàn canh mà không biết thân phận của mình. Búa vô đầu này. Xong luôn, khỏi body, khỏe ghê. Rồi, mời em lên ghế luôn. Rồi. Giờ em thích chó không? Nữa nè. Mang bộ trợ chó mà không dùng là cảm thấy rất là tổn thương và sâu sắc nha. Tổn thương cả về tinh thần, tổn thương cả về trí tuệ. Trời ơi. Là ai hãm hại em vậy em? Em côn trùng. Làm lên ghế luôn đi. Trời ơi, skip chó hả? Làm gì có cái chuyện đất cưng ơi. Có một cái mình không thích ở đây đó chính là cái phụ kiện mực nước màu đỏ ấy. Chủ đề không có dùng được, chán. Các bạn tưởng tượng xem mỗi lần mà dùng cái bình phụ kiện mực nước màu đỏ ấy, thì nó có một cái rất là hay, đó chính là xoay xoay sẽ ra trái tim. Mà khổ cái ấy, là nó gì ông lính thuê ông bị làm gì đấy. Mà dùng cái bình phụ kiện mực nước màu đỏ đó xong ấy, thì lại không có thể nào mà chủ thể không dùng được, tức ghê. Còn máy này là xong, để con hầu nó cam. Sửa máy nhanh ghê luôn á. Bắt người mà kiểu cũng khá là sớm chứ đâu đến nỗi đâu. Nhưng mà nổ máy dã man thật. Thả thêm một con nữa ngay nhà luôn đi. Cam luôn. Ôi, tiên tri tới rồi. Chà bạn. Ô, AMK luôn rồi. Ngộ ha. Đồng đội đi cứu, chày da chóc vảy. Búa vô đầu. Rồi bay luôn đi. Tại sao AFK trả lời liền? Hay là thấy Tekro cảm thấy chán đời quá? Mà cũng may do lính thuê cũng cứu được, chắc cứu được rồi cũng đứng im vậy cũng khá là sốc. Thật sự cái đó là chắc chắn luôn. Hầu tôi nhồi hết ở đây rồi. Không còn tương lai đâu, đừng nó mà xóa. Cuối game thì mình có thể đổi bling này hoặc là đá máy. Nếu mà ăn mặn thì mình sẽ đổi thêm gọi là tele, đúng không? Tele cho ra cổng cho nó nhanh. Ôi, còn chạy lên chỗ lính thuê nữa. Mà thực ra không chạy lên thì mình cũng biết à. Có cú chưa? Khổ ghê vậy đó. Thuê tự sống dậy thôi. Đâu rồi? Đây. Rồi, con chó nè. Nhất lính thuê luôn. Thương quá trời thương luôn á, thiệt á. Đâu rồi? Rồi, đây con hầu chính đập đi, cho đỡ mất hầu. Thương ghê vậy đó. Thả đứng lên là ăn chó, đứng lên là ăn chó. Rồi xong. Nút surrender. Máy là bên nhà nhỏ. Ủa xong. Cái máy nhà nhỏ gần xong rồi đó. Rất là uổng ha. Mấy bạn mà cố gắng ca chút nữa khả năng cao là prime được luôn đó. Và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.
và chúc mọi người có một buổi sáng cuối tuần vui vẻ và ăn cơm ngon miệng. Nhớ đi đánh thưởng 5 năm kiếm cầu nha.